Hello cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Duy có một chuyến dài hành trình đi review những điểm du lịch, đi giới thiệu những vùng miền đặc sản, đặc thù ở vùng miền Tây. Thời gian qua thì Duy cũng như các bạn, chúng ta đi phượt hoặc là chúng ta đi du lịch thì một điều mà chúng ta không thể thiếu đó là nơi chúng ta đến, nơi chúng ta nghỉ. Hôm nay Duy đang ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Duy cũng mới giới thiệu cho các bạn một nơi mà chúng ta dừng chân qua đêm, đáng lý tưởng, hấp dẫn, đẹp và an toàn. Là Duy hiện tại bây giờ Duy đang ở nhà nghỉ Thảo Quyên. Nhà nghỉ Thảo Quyên là một nhà nghỉ nằm trên đường 3 tháng 2 ở khu vực thị trấn Tri Tôn. Bây giờ Duy mời các bạn xem cái hướng đi từ thị trấn Tri Tôn đến nhà nghỉ Thảo Quyên như thế nào và hướng ra từ nhà nghỉ Thảo Quyên đi ra ngoài như thế nào. Duy mời các bạn cùng đi với Duy nha. Đây nè các bạn, đây là cái con đường này là đường 3 tháng 2. Hiện tại bây giờ Duy đứng trực tiếp từ nhà nghỉ Thảo Quyên, Duy review ra bên ngoài. Thì các bạn thấy đó, đối diện nhà nghỉ Thảo Quyên cũng có một cái quán ốc chảo tên là Susuri ha. Duy review phía bên trái. Đây là hướng chạy về trung tâm thị trấn Tri Tôn. Mà cái hướng này cũng chạy về cầu 16 và chạy ra ngoài thành phố Long Xuyên đó các bạn. Thì Duy review phía bên phải cho các bạn xem nha. Đây là hướng chạy về cầu Cây Me ha. Và cái con đường này chúng ta có thể đi ra thành phố Long Xuyên, và chúng ta có thể đi vào đồi Tức Dục, hay là chúng ta có thể đi qua bên huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Và nhà này nghỉ của chị đây tên là Thảo Nguyên, để các bạn xem. Logo bằng một tảng đá rất đẹp các bạn. Đây nhà nghỉ Thảo Quyên, và trên cái bảng áp phích quảng cáo thì có để là số điện thoại. Có một đặc thù rất thuận tiện cho các bạn là ở nhà nghỉ chị rất thoáng, rất rộng, và chị có 3 gian. Một bên là chị làm một cái như là một cái siêu thị nhỏ nhỏ, và chị có phục vụ ăn sáng, thức uống sáng, cà phê sáng. Ăn sáng gồm những thức ăn như đây đó, các bạn xem rất ngon, ăn rất sạch đẹp. Rồi bây giờ Duy mời vô trong các bạn nghe những lời chia sẻ của bà chủ nhà nghỉ Thảo Quyên nha. Nhà nghỉ của mình gồm 24 phòng, 10 phòng đôi và 14 phòng đơn, thoáng mát, sạch sẽ, vui lòng khách đến, vừa định khách đi đó. Nhà xe thì cũng rộng rãi, nhưng mà đó, đặc biệt có cái là nhà xe mình được hai mặt nha, hai mặt tiền. Còn cái nổi trội của huyện, của nhà nghỉ mình đó là mình có điểm tâm sáng nè, phục vụ giặt ủi nè, có một gian hàng để phục vụ cho khách du lịch. Đây, chị có thể cho khán giả clip của em xem tiêu biểu một cái phòng nào đó được không chị? Dạ được, vậy mời anh ha. Dạ dạ. Dạ. Mà các bạn cùng đi với Duyên ha, mình lên mình xem tiêu biểu một hai phòng nhà nghỉ của chị. Hiện tại bây giờ nhà nghỉ của chị là gần như là 80-90% là đã đủ khách rồi, nhưng mà cũng có một hai phòng còn trống để chúng ta xem. Các bạn cứ đến trung tâm thị trấn Tri Tôn ha, các bạn cứ nhớ đến là đường 3 tháng 2.
thì các bạn sẽ thấy nhà nghỉ Thảo Quyên. Cặp cũng đang thị trang. Rồi đây là phòng đơn của mình. Đây là phòng đơn. Phòng này có thể là dành cho một đôi vợ chồng hoặc là có thể chúng ta đi một mình, nghỉ rất thoáng. Rộng quá các bạn ơi, wow. Các bạn thấy không? Mùi sạch sẽ, mùi thơm ha. Đó. Có tủ mà. Có máy lạnh nè. Mình sẽ mở cho các bạn xem. Thoáng mát bên ngoài ha, lấy ánh sáng rất đẹp ha. Wow, nhà vệ sinh các bạn thấy lớp xứ vệ sinh toàn đồ hiện đại không nha. Có cả nước nóng luôn. Các bạn xem. Ở đây thì người ta khiêm tốn lắm các bạn. Người ta gọi nhà nghỉ. Chứ với một cái phòng ốc như thế này mà ở thị xã Hà Tiên người ta gọi là khách sạn các bạn. Bởi vì Duy có đi đó Duy biết mà. Có tủ lạnh cá nhân nữa nè các bạn ơi. Chị có thể chia sẻ cho khán giả biết rằng là phòng như thế này thì giá như thế nào ạ? Bình thường cái phòng này thì cũng kêu là gọi một phòng VIP rồi đó. Giá chỉ có 180 ngàn thôi. Wow. Các bạn thấy chưa? Đã gọi là phòng VIP rồi mà có 180 à. Hà Tiên á là chỉ phòng thường thôi là Duy nghĩ là 400 đó. Nhưng mà không được như thế này. Cái đó nói thật. Không, em cũng có đi nhiều mà. Dạ. Rồi, ở đây mình cho phòng đo của mình ha. Phòng này là đi cả gia đình có thể từ 4 người ha. Có một điều mà Duy muốn chia sẻ với các bạn có nhìn ra cái gì không? Tại sao tấm ra màu trắng? Các bạn có biết thường nhà nghỉ người ta không dùng tấm ra màu trắng. Tại sao? Vì người ta tự tin cái độ tinh khiết của người ta sạch cho nên người ta mới dám sử dụng tấm ra màu trắng. Tất cả các khách sạn có sao ở Sài Gòn đều xài tấm ra màu trắng, đó là quy định. Gần như gọi là quy định, bởi vì màu trắng nó có thể thể hiện một sự tinh khiết tinh sạch, mà nếu mà các bạn không giữ đúng như vậy thì một vết nhỏ thôi người ta có thể nhìn thấy. Ở đây người ta chỉ nhà nghỉ thôi, người ta dám cạnh tranh tấm ra màu trắng giống như những khách sạn lớn ở Sài Gòn. Đó, thì mà lại giá các bạn biết rồi, phòng đơn bên kia thì 180, còn ở đây là bao nhiêu vậy? 250 thôi. Thêm có 70 ngàn thôi. Thêm 70 ngàn ở. Các bạn có ngờ chưa? Không. Hôm vừa rồi Duy đi Phú Quốc á, thì Duy ngủ giống như thế này, ngủ với thằng em là 600 ngàn á, một cặp vợ chồng với một thằng em trai nữa là tại Phú Quốc ở đường Dương Đông á. Phú hết các bạn nha. Nó có kệ để dép nữa nè. Rồi người ta có để dép cho chúng ta để đi vô phòng toilet cũng như nhau. Đều có máy lạnh, đều có máy nóng mà nước lạnh. Đó cả nhà ơi. Cả nhà có thể nhìn thấy một cái nhà nghỉ thôi, người ta chưa tự tin lấy tên tuổi là khách sạn mà người ta đã tự tin cạnh tranh như một khách sạn có sao, thì một điều này là giá cả rất là rẻ. Phải nói là rẻ, chứ không có dùng từ hợp lý nữa, nó còn rẻ. Đây các bạn xem nè, đường đi rất thoáng. Để Duy cố gắng Duy đi lòng vòng cho các bạn xem. Và nhà nghỉ ở đây có một đặc biệt là người ta phòng nào cũng có cái view ngó ra ngoài trời hết. Cái hay cái đó làm cho chúng ta rất dễ chịu với cái không gian. Tất cả đều camera theo dõi quan sát có đủ hết. Cái sự tự tin của ở đây chúng tôi khi đến là cái sự an toàn đó. Giờ chị có thể cho Duy đọc cái chị đọc cái số điện thoại của nhà nghỉ mình được. Số điện thoại của nhà nghỉ mình là 0907 964 449, là trực tiếp điện cho em luôn á. Đó các bạn. Bà chủ đã chia sẻ số điện thoại thì các bạn có liên hệ đặt phòng trước thì các bạn cứ gọi đến nhà nghỉ Thảo Nguyên nha. Bây giờ Duy mời các bạn những gia đình mà có xe 4 bánh thì các bạn hãy đến đây. Cái thuận tiện ở đây là cái nhà để xe rất rộng. Theo Duy biết á thì nhà để xe này wow, các bạn nhìn nè, có thể để được vài chục chiếc, hàng trăm chiếc các bạn. Wow. Xe 2 bánh thì thôi khỏi nói, còn xe 4 bánh thôi nè. Mời các bạn vào xem cái nhà xe rất thoáng rộng nha. Ở đây là có camera an ninh đầy đủ. Khu vực tri tôn, khu vực này thì an ninh lắm các bạn, không có gì đáng lo cả.
đây, phạm vi của một chiếc xe là đậu bao nhiêu đây. Nhưng mà bề ngang cái nhà xe có nhà nghỉ đây. À. Rất thoáng, rất rộng ha các bạn ha. À. Duy thấy cái độ sạch sẽ của nhà nghỉ này là Duy cũng thấy là Duy ok cho các bạn. À, gia đình nào đi du lịch ở huyện Tri Tôn vào những ngày lễ hội, chẳng hạn như lễ Đôn Tà, hay là những ngày lễ ốc ông bóc, hay là lễ hội đua bò ở Tri Tôn, thì các bạn đến đây thì các bạn cứ có cần nhu cầu mà nghỉ ở lại qua đêm thì liên hệ với số điện thoại của chị, vừa rồi chị vừa đọc cho chúng ta biết đó. Rất thuận tiện các bạn ơi. Rồi quầy nước giải khát của chị ha, có cà phê ha. Bàn thoáng rộng sạch sẽ. Ở đây chị sử dụng bàn gỗ. Bàn gỗ nói lên giá trị là chuyện đó bình thường, nhưng mà còn nói lên một sự tinh khiết sạch sẽ nữa. Rồi phía trước đây là đường đi ha, đường 3 tháng 2 ha cả nhà. Ở đây chị đầu tư vào một cái nhà nghỉ nhưng là đầu tư vào một cái khách sạn. Chúng ta đến đây chúng ta nghỉ ngủ một đêm chỉ có 180.000 cái phòng đơn. Và cái phòng đâu như vậy mà chỉ có 250, mà chúng ta hưởng thụ một cái phòng không thua gì một khách sạn thì một điều quá hợp lý ha cả nhà. Rồi Duy cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip, Duy chia tay cả nhà nha.